Lan xin chào tất cả quý vị khán giả đang nghe chuyện trên kênh Long Tuyền Crystal. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với tập 221 của bộ truyện Độc Bá Thiên Hạ nha. Tô Tử Lăng đứng hạng thứ 6 trong danh sách nữ thần, thật là một người đẹp tuyệt thế. Nếu ở thế giới bên ngoài, cái đời này bọn họ cũng sẽ không bao giờ chấm hút được một cực phẩm như thế này. Khuôn mặt xinh đẹp của Tô Tử Lăng trở nên trắng bật. Cho dù tôi có chết thì cũng không sẽ để các người thực hiện được ý đồ. Nói xong, thanh trường kiếm trong tay vung lên hướng về phía cổ. Bạch Tuyệt Long tiến lên, nắm lấy thanh kiếm trong tay Tô Tử Lăng, ngăn không cho nó đến gần cổ cô ta. Muốn chết, cô cảm thấy mình có thể sao? Tô Tử Lăng tuyệt vọng nhắm mắt lại. Đột nhiên, cộc cộc cộc, một loạt tiếng bước chân vang lên. Bạch Tuyệt Long hét lớn, ai đó, đi ra đây. Ở chỗ rẽ của thung lũng, một chàng trai đeo mặt nạ màu tím đang chậm rãi bước đến. Trong mắt mọi người thoáng qua chút sợ hãi. Diệp Càn Khôn, Tô Tử Lăng mừng rỡ. Diệp công tử, cứu tôi với. Diệp Bắc Hoan nhìn thoáng qua tình hình ở hiện trường. Anh hùng cứu mỹ nhân ư, không tồn tại. Xin lỗi, không quen. Diệp Bắc Minh thốt ra một câu, trực tiếp đi xuyên qua đám người. Trong thế giới võ đạo, cá lớn nuốt cá bé. Nếu những cô gái này đã lựa chọn tiến vào cấm địa luân hồi, thì đương nhiên phải cân nhắc đến hậu quả này. Mọi người đều sửng sốt. Bạch Tuyệt Long lúc đầu còn có chút lo lắng, nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng này, ánh mắt anh ta lóe lên một cái. Chẳng phải tiểu tử này rất ngu ngốc sao? Hè hè, có phải thấy bên cạnh ông đây có nhiều người nên mới lo sợ không? Xem ra thực lực của anh ta cũng chỉ như vậy thôi. Đôi mắt xinh đẹp của Tô Tử Lăng lập tức đỏ bừng, giọng nói như đang khóc nức nở. Diệp công tử, Tử Lăng biết lỗi rồi. Lần trước tôi không nên uy hiếp ngài như vậy. Cầu xin ngài hãy cho tôi một cơ hội. Diệp Bắc Minh vẫn thờ ơ như trước, nhìn thấy sắp biến mất. Đột nhiên Bạch Tuyệt Long bật cười. Diệp Cánh Khôn, tôi đã lận cho anh đứng lại. Một ánh nhìn, vèo vèo vèo. Mấy chục bóng người đồng thời lao lên, vây quanh Diệp Bắc Minh. Khuôn mặt dưới lớp mặt nạ của Diệp Bắc Minh trở nên cực kỳ lạnh lùng. 3 giây, cút đi hoặc là chết. Bạch Tuyệt Long bật cười. He he he, Diệp Cánh Khôn, anh cùng lắm chỉ xếp hạng 10 trên thiên bảng thôi. Anh dựa vào cái gì mà giết chúng tôi chứ? Có 7 trong số 100 người đứng đầu trên thiên bảng ở đây đấy. Những người còn lại đều xếp hạng trong top 300. Xin ngẫm nhìn Diệp Bắc Minh. Anh thật sự cho rằng mình là sát thần Diệp Bắc Minh sao? 3, 2, he he he, anh ta thật sự đếm số kìa. Có một chàng cười vang lên. 1, khi giọng nói phát ra, Diệp Bắc Minh cử động. Khi anh giơ tay lên, kiếm không tên xuất hiện. Kiếm khí cuồng bạo tản quét ra ngoài. Một giây tiếp theo, Bạch Tuyệt Long nhìn thấy cảnh tượng mà cái đời này anh ta cũng khó có thể quên được. Bùm bùm bùm. Hàng chục cao thủ nằm trong top 300 trên thiên bản đều nổ tung như dưa hấu. Biến thành một màn sương máu, nhìn thấy mà rợn người. Anh làm sao có thể? Vẻ mặt của Bạch Tuyệt Long vô cùng sợ hãi, giống như vừa nhìn thấy quỷ vậy. Kiếm không tên chém xuống, Bạch Tuyệt Long gầm lên một tiếng. Chân nguyên trong cơ thể điên cuồng sân trào, đủ loại thủ đoạn xuất hiện. Bùm! Thân thể của Bạch Tuyệt Long nổ tung. Diệp Bắc Minh thậm chí cũng không thèm quay đầu lại, trực tiếp xoay người rời đi. Tô Tử Lăng hoàn toàn kinh hãi, lẩm bẩm với chính mình. Diệp công tử, cô ta nghiến răng, nhanh chóng đuổi theo. Diệp Bắc Minh dừng lại. Cô lại đi theo tôi làm gì? Tô Tử Lăng cắn môi đỏ mọng. Diệp công tử, tôi là phụ nữ, một thân một mình ở đây quá nguy hiểm. Suy nghĩ của những người khác đều không trong sạch, chỉ có ngài là chính nhân quân tử. Hãy cho phép tôi đi theo ngài. Tôi bảo đảm sẽ không kéo chân của ngài đâu. Diệp Bắc Minh lắc đầu. Tôi quen đi lại mình, không thích có người đi theo. Nói xong xoay người nhanh chóng rời đi. Tô Tử Lăng nghiến răng. Diệp công tử, nếu ngài để tôi đi theo, tôi hứa sẽ nói cho ngài biết một bí mật về cấm địa luân hồi. Quả nhiên Diệp Bắc Minh dừng bước chân lại, đột nhiên trở nên hứng thú. Ồ, nói thử xem. Tô Tử Lăng dần lấy lại bình tĩnh. Diệp công tử, xin ngài hãy đồng ý với tôi trước. Không nói thì thôi vậy. Diệp Bắc Minh quay đầu xoay người rời đi. Tô Tử Lăng hẻo lạnh. Diệp công tử, tôi sẽ nói cho ngài biết. Đừng rời đi. Nhà họ Tô có một quyển sát cổ, trong đó có nói rằng cấm địa luân hồi có được một ngọn núi lớn được tên là Di Tích Côn Luân. Diệp Bắc Minh cuối cùng cũng dừng lại, quay đầu tiếp tục. Tô Tử Lăng lo lắng Diệp Bắc Minh sẽ thật sự bỏ rơi mình, cho nên cô ta không dám chậm trễ. Trong sát cổ có ghi lại, Di tích Côn Luân này vốn dĩ không tồn tại trong thế giới Tam Thiên, mà nó từ trên trời rơi xuống. Diệp Bắc Minh kinh ngạc. Từ trên trời rơi xuống sao? Tô Tử Lăng gật đầu. Đúng vậy, trong sách cổ đã ghi chép như vậy. Diệp Bắc Minh trầm ngâm trong chốc lát. Sau đó thì sao? Tô Tử Lăng tiếp tục nói.
Sau khi phát hiện ra ngọn núi này, những người tu võ trong thế giới Tam Thiên đều rất tò mò. Có một số người bắt đầu leo núi. Nhưng mọi người ngạc nhiên phát hiện, lúc gần đến đỉnh núi, thì có một thế lực bí ẩn nào đó đã ập đến chặn đường những đường người leo núi. Trên đường lên núi, có rất nhiều di tích cổ. Nhà họ Tô có một vị tổ tiên, có được một quyển võ kỹ này. Ông ấy đã trở thành cảnh giới chúa tể, cuối cùng thành lập nhà họ Tô. Dựa vào môn công pháp này, nhà họ Tô tổng cộng từng có 3 người đạt cảnh giới chúa tể, bây giờ mới đứng vững không ngã. Diệp Bắc Minh ngạc nhiên, một quyển võ kỹ là đã có thể trở thành cảnh giới chúa tể. Tô Tử Lăng yên lặng gật đầu. Diệp Bắc Minh cau mày, trên quyển sách đó còn ghi lại gì nữa? Tô Tử Lăng suy tư một chút. Tôi không có tư cách xem nội dung quyển sách đó, nhưng từng nghe cha tôi kể qua, hình như ghi lại một chủng tộc tên là Hoa tộc gì đó. Cô nói gì? Đôi mắt Diệp Bắc Minh co lại, tiến lên tóm lấy cổ tay Tô Tử Lăng. Tô Tử Lăng hẳn sợ, ăn Diệp, ăn sao vậy? Diệp Bắc Minh hít sâu một hơi lắc đầu, không có gì, có bao nhiêu ghi chép về Hoa tộc. Tô Tử Lăng suy nghĩ một lúc lắc đầu, cha không nói với tôi, nếu như ăn Diệp muốn biết có thể theo tôi đến nhà họ Tô để hỏi cha tôi. Đôi mắt Diệp Bắc Minh lóe lên thất thường, quay người bước đi, đuổi theo. Cảm ơn ăn Diệp, Tô Tử Lăng vui mừng khôn xiết. Tốc độ của Diệp Bắc Minh rất nhanh, Tô Tử Lăng vì đuổi kịp ăn, không ngừng tiêu hao chân nguyên. Đường núi gập gần, Tô Tử Lăng cảm giác thật sự giống như ghi chép trong sách, thân thể giống như bị bao phủ bởi một tầng gông xiềng. Đêm khuya, hai người đã leo hàng trăm nghìn mét. Diệp Bắc Minh vẫn như không có việc gì, nhưng Tô Tử Lăng lại đầm đìa mồ hôi, quần áo vốn đang mỏng manh, giờ phút này dán sát vào cơ thể, làm lộ ra dáng người yêu kiều của cô ta. Sắc mặt cô ta ửng hồng, không ngừng thở dốc. Diệp Bắc Minh lắc đầu, nghỉ ngơi một chút. Tô Tử Lăng nuốt một ngụm nước miếng. Ăn Diệp, anh không cần lo lắng cho tôi, chúng ta tiếp tục lên đường. Diệp Bắc Minh nhìn cô ta, cô chắc chắn chứ? Cô chắc chắn. Tô Tử Lăng kiên định gật đầu. Diệp Bắc Minh không hề phí lời nữa, quay người tiếp tục lên đường. Tô Tử Lăng lấy ra một viên đan dược, một ngụm nuốt vào. Lúc ở giữa sườn núi, trên đường bắt đầu xuất hiện một vài thi thể của người tu võ. Còn có một số người tu võ khác, sau khi phát hiện ra Diệp Bắc Minh, thì lập tức quay người bỏ chạy. Diệp Bắc Minh cũng không có ý định đuổi theo, tiếp tục leo núi. Cuối cùng sáng sớm ngày hôm sau, hai người đã có thể nhìn thấy đỉnh của ngọn núi lớn này. Đồng thời, một cái bình đài khổng lồ xuất hiện ở trước mặt mọi người. Trên bình đài có hơn 3.000 người, hầu hết đều đang thiền định để khôi phục thể lực. Diệp Cảnh Khôn, cậu ta cũng tới. Một vài ánh mắt nhìn qua mang theo sự lạnh lùng. Rất nhiều khuôn mặt quen thuộc đều ở đây. Vũ Sư Thiếp, Dư Khôn, Quần Thiến, Sao Cơ, Lý Thất Dạ và những người khác. Vũ Thiên Tuyệt, Mặc Bạch Y, Hoãn Nữ Tổ Long Điện. Bốn chị em Vương Như Yên, Hoàng Hậu Hồng Đào, Chu Lạc Ly, Tiểu Độc Tiên đều bình an không có việc gì ngồi nghỉ ngơi ở trong một góc. Đôi mắt Diệp Bắc Minh ngừng lại, nhìn về phía cuối bình đài. Một bậc thang cổ xưa uốn lượn lên phía trên, nối thẳng tới đỉnh ngọn núi. Ở lối vào của bậc thang, thang Long Môn được điêu khắc bằng nham thạch xuất hiện trước mắt. Đồng tử của Diệp Bắc Minh co rút lại, nhìn thấy ba chữ cổ. Côn Luân Hư, cho dù không phải chữ hiện đại, Diệp Bắc Minh nhìn thoáng qua cũng phát hiện có thể nhận ra ba chữ Côn Luân Hư này. Quả thật giống hệt với văn giáp cốt của người Hoa hạ cổ đại. Ngẩng đầu lên nhìn về phía cuối bậc thang, thân thể Diệp Bắc Minh càng chấn động hơn. Một tòa bảo tháp cổ xưa đứng sừng sững trên đỉnh ngọn núi này. Tháp Cảnh Khôn Trấn Ngục. Tiểu tháp, đây là tình huống gì? Tháp Cảnh Khôn Trấn Ngục cũng bối rối. Chẳng lẽ đây là bản thân của tôi sao? Diệp Bắc Minh sửng sốt. Tiểu tháp, không phải bản thể của ông ở trong cơ thể tôi sao? Cuối cùng là sao? Tháp Cảnh Khôn Trấn Ngục có chút xấu hổ. Khụ khụ, có chuyện bổn tháp vẫn chưa nói rõ ràng. Thật ra bản thể của tôi ở trong trận chiến cuối cùng đã hoàn toàn vỡ nát. Tháp Cảnh Khôn Trấn Ngục trong trái tim của cậu chỉ là một phần mảnh vỡ thôi. Diệp Bắc Minh rất bất ngờ. Cảnh Khôn Trấn Ngục tháp khủng bố như thế, quả thật không gì không làm được. Rốt cuộc là ai lại có thể nắm nát ông ta? Diệp Bắc Minh nhìn lên đỉnh Côn Luân Hư thượng cổ. Ông nghi ngờ đây là bản thể của ông ư? Tháp Cảnh Khôn Trấn Ngục suy tư một chút. Cho dù không phải bản thể của tôi, ít nhất cũng là một phần mảnh vỡ. Tiểu tử, bổn tháp chưa bao giờ yêu cầu cậu làm qua bất kỳ chuyện gì. Hôm nay tôi chỉ có một yêu cầu, cho dù thế nào đi chăng nữa, cậu nhất định phải lấy được những thứ đồ ở trên đó. Diệp Bắc Minh nghiêm túc gật đầu. Tiểu tháp, tôi hứa với ông,
Một giây tiếp theo, Diêu Bắc Minh đang muốn hướng về phía bậc thang, chuẩn bị trực tiếp leo lên đỉnh. Đột nhiên, ba người tu võ rằng xông lên trước, vượt qua Diêu Bắc Minh, trực tiếp lao về phía bậc thang. Trong khoảnh khắc ba người bước lên bậc thang đầu tiên, bùm bùm bùm, thân thể đột nhiên nổ tung, hóa thành một màn xương đẫm máu. Tô Tử Lăng hoảng sợ, che cái miệng nhỏ nhắn của mình lại. A, xảy ra chuyện gì vậy? Ánh mắt của Diêu Bắc Minh lóe lên, trong đám đông có tiếng cười nhạo truyền đến. Đồ ngu, thanh trời còn chưa mở ra, mọi người đều ngoan ngoãn chờ đợi, vậy mà đám người kia lại dám dằn lên thanh trời trước ư? Sau khi những người tu võ nhìn thấy cảnh tượng này, tất cả đều ngoan ngoãn ngồi xuống. Từ từ khôi phục sức mạnh, Diêu Bắc Minh suy nghĩ một chút, sau đó tìm một góc ngồi xếp bằng. Tô Mạch Già ngồi bên cạnh ăn, mùi hương thoang thoảng của sử nữ truyền đến. Và 12 giờ trưa, toàn bộ di tích Côn Luân Thượng đột nhiên rung chuyển, trong hư không vang lên một giọng nói cổ xưa. Hoan nghênh mọi người đã đến thành trời, tôi là thần bảo vệ của ngọn núi này. Những lời tiếp theo đây, tôi chỉ có thể nói một lần thôi. Thứ nhất, thành trời có tổng cộng 10.000 bậc, mỗi một bậc thành trời cũng tương ứng với một giá trị áp lực. Thứ hai, mỗi một người đều có giá trị áp lực khác nhau. Nếu mức giá trị áp lực cực hạn mà người đó có thể chịu được là 1, vậy thì giá trị áp lực của bậc thứ nhất là 1, bậc thứ hai chính là 2. Với bậc 10.000, có nghĩa là áp lực tối đa mà các người có thể chịu đựng là 10.000 lần. Ngay khi lời này vừa thốt ra, đám đông lập tức bùng nổ. 10.000 lần áp lực cực hạn ư? Vừa lờ, ai có thể chịu được giá trị áp lực này cơ chứ? Tôi đoán mình dùng hết tất cả thủ đoạn thì nhiều nhất cũng chỉ có thể chống đỡ được 1.000 lần áp lực cực hạn thôi. 10.000 lần áp lực cực hạn chẳng phải là muốn giết chết chúng ta sao? Trên đài cao rộng lớn, vô số người tu võ đều đang chất vấn. Chỉ có một số người khẽ cau mày, giọng nói cổ xưa vang lên. Hừ, việc mà các người phải làm chính là vượt qua cực hạn của chính mình. Đây là ngưỡng cửa cơ bản nhất. Nếu không chịu được áp lực gấp 10.000 lần thì cũng không xứng đáng lên được đỉnh cao. Các người sẽ dựa theo thứ hạng của mình trên thiên bảng để leo lên bậc thang. Thứ hạng cuối cùng sẽ quyết định phần thưởng cuối cùng của các người. Thang trời mở ra. Vừa dứt lời, sương mù dày đặc trên thang trời tản đi. Khi mọi người ngẩng đầu nhìn lên, bọn họ chỉ cảm thấy không thể giải thích được. Tôi đến đây, Lý Thất Dạ, người đứng thứ nhất trên thiên bảng, khẽ hét lên một tiếng, tiến lên một bước. Dưới ánh nhìn của mọi người, anh ta một hơi lại trực tiếp vượt qua 1.000 bậc, đứng ở vị trí bậc thứ 1.086, áp lực gấp 1.086 lần. Đệt, một bước đã bước hơn 1.000 bậc thang ư? Con mẹ nó, đây là đang đi ngược lại ý trời sao? Không hổ danh là người đứng thứ nhất trong thiên bảng. Đám đông bùng nổ. Một giây tiếp theo, một bóng hình xinh đẹp nhảy lên, sao cờ chuyển động. Tốc độ của cô ta chỉ chậm hơn Lý Thất Dạ nửa phút, cuối cùng cũng dừng lại ở bậc thứ 996. Người đứng thứ ba trên thiên bảng, cuồng chiến hét lớn, chắn đường trong đầy. Âm, mỗi một bước nện xuống, chiếc thang trời rung lên nhẹ nhẹ, bậc thứ 950, cũng là một vị trí rất khủng bố. Sau đó, Dư Khôn, bậc thứ 799, Vũ Sư Thiếp, bậc thứ 760, Mạc Huyền, bậc thứ 730, Tiểu Y Tiên, độc thứ 300, Mộ Dung Tân, bậc thứ 680. Đến lượt Diêu Bắc Minh, anh chỉ muốn một hơi leo ra ngoài. Đột nhiên giọng nói của Thép Cảnh Khôn Chính Ngục vang lên. Tiểu tử, chiếc thang này có thể dùng để vượt qua cực hạn của cậu. Diêu Bắc Minh dừng lại. Ông có ý gì? Thép Cảnh Khôn Chính Ngục nhanh chóng giải thích. Chịu đựng áp lực, chiến đấu với bù nhìn. Đối với thực lực của cậu sẽ có lợi ích lớn, không có thời gian giải thích. Cậu sẽ biết sau khi tự mình thử nó. Được, Diêu Bắc Minh không hỏi thêm nữa. Tiến lên một bước, phía dưới đài cao đột nhiên trở nên yên tĩnh. Ngay sau đó, vừa lờ, anh ta có ý gì vậy? Tại sao Diệp Cảnh Khôn lại không nhúc nhích? Anh ta đứng ở bậc thang thứ nhất làm gì? Không thể nào. Tôi còn tưởng rằng tên Diệp Cảnh Khôn này ngầu đến thế nào. Chẳng lẽ anh ta thậm chí còn không thể chịu đựng được áp lực gấp đôi sao? Đủ loại giọng nói nghi ngờ vang lên. Hứ, hành động kỳ quái của Diệp Minh khiến ngay cả người đứng đầu thiên bảng Lý Thất Dạ cũng không nhịn được dừng lại, quay đầu nhìn thoáng qua. Đôi mắt xinh đẹp của Giao Cơ lóe lên. Người này đứng thứ hạng 10 trên bảng xếp hạng. Vậy mà chỉ đứng được ở bậc thang đầu tiên thôi sao? Không phải vậy chứ? Cuồng Chiến cười. Cái tên không biết xấu hổ này, làm lãng phí biểu cảm của ông đây quá. Đột nhiên quay đầu lại, đã vượt qua hơn trăm bậc thang. Mạc Huyền cau mày. Tiểu tử này đang làm gì vậy? Chỉ có Mộ Dung Tân nhìn thật sâu vào Diêu Bắc Minh, ánh mắt trở nên nghiêm túc. Tô Tử Lăng sững sờ ngay tại chỗ. Diêu công tử, ăn thế nào rồi?
Scorpion phớt lờ sự nghi ngờ của mọi người, làm theo lời nói của tháp cảnh khôn chấn ngục. Tiến vào lĩnh vực tuyệt đối, chiến đấu với bù nhìn. Sau khi chiến đấu kết thúc, Scorpion cũng cảm thấy vui mừng. Tiểu tháp, tôi hiểu ý của ông. Khi chịu được áp lực, tôi sẽ có cảm giác như đang chiến đấu với hai con rối. Nếu tôi lại tiếp tục thêm một bước nữa, thì có phải tương đương là đang chiến đấu với ba bù nhìn hay không? Tháp cảnh khôn chấn ngục mỉm cười. Tiểu tử, cậu rất thông minh, vừa chỉ điểm là đã thông suốt. Diệp Bắc Minh không chút do dự, lại tiến thêm một bậc thang, tiếp tục tiến vào lĩnh vực tuyệt đối, chiến đấu với bù nhìn. Trong trận chiến vừa rồi ở lĩnh vực tuyệt đối, thời gian ở thế giới bên ngoài không hề thay đổi, bao gồm cả thời gian mở và nhắm mắt khoảng chừng 5 giây. Cho nên trong mắt người bên ngoài, Diệp Bắc Minh chỉ đang từng bước tiến lên từng bậc thang với tốc độ 5 giây. Hậu quả của việc làm này là cho đến khi Tô Tử Lăng, người xếp hạng thứ 25 trên thiên bảng, leo lên thang trời, Diệp Bắc Minh cũng chỉ mới đi được 20 bậc thang. Trong số hơn 20 người phía trước, người chậm nhất cũng đang leo lên được hơn 100 bậc. Ba người thần nữ Tổ Long Điện, Mạc Bạch Y, Vũ Thiên Tuyệt dừng lại một chút, trực tiếp vượt qua Diệp Bắc Minh. Tô Tử Lăng dừng bước, có chút lo lắng nhìn Diệp Bắc Minh. Diệp công tử, anh cảm thấy áp lực rất lớn sao? Trong mắt mọi người, Diệp Bắc Minh mỗi lần đều chỉ tiến lên một bậc thang, nhắm mắt lại và nghỉ ngơi trong 5 giây, áp lực tuyệt đối như ngọn núi lớn. Diệp Bắc Minh thoải mái mỉm cười, tôi cảm thấy không sao cả. Tô Tử Lăng thả chậm tốc độ, Diệp công tử, tôi dẫn anh đi một quãng đường. Diệp Bắc Minh mỉm cười lắc đầu, cô gái này có tâm tư cũng khá tốt đấy. Không cần, cô tứ tự mình đi trước đi, tôi sẽ đuổi theo kịp. Được rồi, Tô Tử Lăng nhìn Diệp Bắc Minh, lại ngẩng đầu nhìn điểm cuối của thang trời, một hơi leo lên, đi thẳng đến bậc thứ 323. Khi quay đầu nhìn xuống phía dưới, Diệp Bắc Minh đã sống như một con kiến nhỏ bé vậy, xếp hạng thứ 10 trên thiên bảng, có được hay không đấy? Ha ha ha, trung bình mỗi một bậc thang nghỉ ngơi 5 giây, thật là phục. Đây là trình độ của người đứng thứ 10 trên thiên bảng sao? Ngày càng có nhiều người vượt qua Diệp Bắc Minh, dần dần không còn ai để ý tới chàng trai trẻ đứng thứ 10 trong thiên bảng nữa, không ai quay đầu nhìn lại kẻ thua cuộc. Cuối cùng Phương Như Yên, Hoàng hậu Hồng Đào, Chu Lạc Ly đều đến đây, thứ hạng của bọn họ rất gần nhau, leo lên bậc thang cùng một lúc. Khi đuổi kịp Diệp Bắc Minh trên bậc thang trời thứ 50, từ lúc ba người lên bậc thang thứ 50, bọn họ đồng loạt dừng lại, nhìn chằm chằm vào Diệp Bắc Minh, bốn mắt nhìn nhau. A, à, thân thể mềm mại của ba người kích động đến mức run rẩy. Tiểu, suỵt, Diệp Bắc Minh mỉm cười, khuôn mặt xinh đẹp của Vương Như Yên đỏ bừng. Tiểu sư đệ, xảy ra chuyện gì vậy? Cậu không phải là Diệp Cảnh Khôn ư? Sao cậu lại đột nhiên xuất hiện cùng cậu ấy? Diệp Bắc Minh giải thích, đó là hóa thân của em, là để thu hút sự chú ý của mọi người. Chu Lạc Ly cười hì hì, thật sự là em, rốt cuộc em muốn làm gì? Diệp Bắc Minh thở dài một hơi, phô trương quá cũng không tốt, trước hết nên khiêm tốn một chút. Tiểu sư đệ, xem lại leo lên chậm như vậy, mấy chị biết thiên phú của em, tuyệt đối không thể kém hơn Lý Thất Dạ. Hoàng hậu Hồng Đào cau mày, truyền âm hỏi. Vương Như Yên và Chu Lạc Ly chăm chú nhìn Diệp Bắc Minh, chờ lời giải thích của anh. Diệp Bắc Minh thuận miệng giải thích, ba vị sư tỷ, em đang tự mình rèn luyện, các chị yên tâm đi. Leo thang trời không phải là càng nhanh càng tốt, ai có thể leo đến nơi cao nhất mới có ý nghĩa. Ba cô gái đều sửng sốt, đúng là đạo lý này. Ba vị sư tỷ, các chị cứ đi lên trước đi, em sẽ từ từ tiến lên. Được rồi, thấy vậy, ba người cũng không nhiều lời nữa, xoay người tiếp tục leo lên. Thời gian trôi qua rất nhanh, Lý Thất Dạ dẫn đầu, tốc độ thật sự làm cho người ta thất vọng bản thân. Chỉ trong nửa giờ, anh ta đã đứng ở bậc thang thứ 6.000, hạng nhì vẫn là Sao Cơ, bậc thứ 5.500, hai người đều đang nghỉ ngơi. Những người tu võ còn lại, chỉ cần là người tu võ nằm trong top 100 trên thiên bảng, thì không ai đứng ở bậc thang dưới 2.000. Nhìn lại dưới Bắc Minh, chỉ khoảng ở bậc thứ 350, xếp hạng thứ 10 trên thiên bảng, mẹ kiếp, cũng chỉ mới đi được 300 mấy chục bậc, thật là phế vật. Mấy người tù võ đi ngang qua, không nhịn được giễu cợt. Vèo, một tia máu xẹt qua, mấy người vừa chế nhạo đã bị giết ngay lập tức, hóa thành một mảnh xương đẫm máu. Đừng nói nữa, đi mau. Những người tù võ khác thấy vậy, thì đều sợ hãi nuốt nước miếng, nhanh chóng vượt qua Diệp Bắc Minh. Một giờ nữa trôi qua, Lý Thất Dạ đã leo lên bậc thứ 8.000, Sao Cơ ở các phía sau một ngày bậc, đang ngồi ở bậc thứ 7.000 để nghỉ ngơi. Cuồng Chiến, bậc thứ 6.751, Sư Khôn, bậc thứ 6.321, Mạc Huyền, bậc thứ 6.137, Mộ Dung Tinh, bậc thứ 6.000.
Hai người đến từ phía sau đều vượt qua bậc thứ 5993 của Vũ Sư Thiếp. Người đứng hạng năm trên thiên bảng, thần nữ Tổ Long Điện, mặc bạch y, Vũ Thiên Tuyệt, đều đã đi đến bậc thứ 4500. Tô Tử Lăng ngồi ở bậc thứ 3600, cả người ướt đẫm, đổ mồ hôi đầm đìa. Thật khó di chuyển dù chỉ nửa bước, thở hổn hển nghỉ ngơi. Đây gần như là cực hạn của bọn họ. Tiểu Độc Tiên ngừng ở bậc thứ 4000. Cô ta dùng độc để đạt được hạng thứ 8 trên thiên bảng. Thiên phú võ đạo quả thực không mặn. Mau nhìn xem, ba người đẹp tuyệt sắc đã đi đến bậc thứ 5000. Có người kêu lên một tiếng ầm, ánh mắt của mọi người đều ngưng lại. Vương Như Yên, Hoàng hậu Hồng Đào, Chu Lạc Ly đúng lúc vừa vượt qua bậc thang thứ 5000. A, tôi không thể làm được nữa. Đột nhiên, một tiếng hét thảm thiết vang lên. Một người tu võ hoàn toàn mệt lạ, cả người mềm nhũn ngã xuống. Ong, trên thang trời lóe lên một tia sáng, người này lập tức biến mất, xuất hiện ở tầng dưới cùng. Tiếp theo, ngày càng có nhiều người ngã xuống, hơn 90% số người bị tống ra ngoài. Ban đầu có gần 5000 người leo lên thang trời, nhưng hiện tại chỉ còn lại chưa đầy 500 người. Hơn nữa, hầu hết mọi người đều đang nghỉ ngơi. Vừa lờ, Diệp Cảnh Khôn vẫn đang leo lên kìa. Đột nhiên, có người kêu lên một tiếng, mọi người sửng sốt. Diệp Cảnh Khôn ở đâu? Ầm, đôi mắt nheo lại, dừng trên người Diệp Bắc Mân. Đệt, Diệp Cảnh Khôn đã đi đến bậc thứ 3000. Con người của rất nhiều người đều co lại. Ầm, ầm, ầm. Hàng ngàn con mắt đột nhiên đổ dồn vào trên người Diệp Bắc Mân. Cho dù là đang leo lên hay nghỉ ngơi, thì tất cả đều dừng lại. Mọi người càng nhìn càng kinh hãi. Thật nhịp nhàng, 5 giây, vẫn là 5 giây. Có người ngược lại hít một hơi lặn, nói ra một sự thật kinh khủng. Các người không phát hiện ra sao, Diệp Cảnh Khôn từ khi bắt đầu leo lên bậc thang thì đều chỉ dùng 5 giây để leo lên. Bây giờ đã lên được bậc thứ 3000, vẫn là 5 giây. Âm thanh càng ngày càng nhỏ, cuối cùng hoàn toàn im lặng. Ánh mắt của mọi người đều dán chặt vào Diệp Bắc Minh. Thậm chí ngay cả Lý Thất Dạ đang xếp hạng thứ nhất cũng đã leo lên bậc thứ 8659. Khuôn mặt xinh đẹp của Giao Cơ đông cứng. Tiểu tử này rất đáng sợ. Uống triển hừ lặn một tiếng. Bậc thứ 3000 thôi, có gì đáng sợ chứ? Lý Thất Dạ cúi đầu nhìn Diệp Bắc Minh. Cấp bậc của anh ta cũng không đáng sợ. Đáng sợ là sao anh ta có thể ổn định như vậy. Hô hấp, nhịp tim, còn có cả vẻ mặt bình tĩnh của anh ta. Cuồng chiến rất nóng nảy. Đừng nhắc tới vẻ mặt này nữa. Vẻ mặt đó thật thiếu đáng mẻ. Và lúc này, Diệp Bắc Minh trở thành tâm điểm của mọi người. Tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm anh, cũng không muốn buông tha một giây nào. Tô Tử Lăng nắm chặt quả đấm nhỏ, trong lòng có chút kích động. Diệp công tử, cố gắng lên, bậc thứ 3600. Diệp Bắc Minh dừng lại, nhìn Tô Tử Lăng, cùng nhau đi chứ. A, đôi mắt xinh đẹp của Tô Tử Lăng mở to, nuốt nước miếng một cái. Diệp công tử, ngài nói gì? Diệp Bắc Minh lắc đầu, đi theo sau tôi. Ồ, Tô Tử Lăng ngoan ngoãn gật đầu, đi theo sau Diệp Bắc Minh. Một giây sau, đôi mắt xinh đẹp của Tô Tử Lăng lập tức sáng lên. Khuôn mặt xinh đẹp vô cùng kích động. Đây là... Ôi trời, áp lực của thang trời trong nháy mắt toàn bộ biến mất. Bậc thứ 3601, bậc thứ 3602. Diệp Bắc Minh lại dẫn theo Tô Tử Lăng tiếp tục leo lên thang trời. Hừ, có âm thanh hít vào thật sâu đến từ bốn phương tám hướng. Chuyện này cũng thật điên rồ quá. Không chỉ tự mình leo lên thang trời, mà còn muốn dẫn theo một người khác đi cùng ư. Diệp Cảnh Khôn quả thực muốn làm trái ý trời mà. Dưới ánh nhìn của mọi người, Diệp Bắc Minh đứng ở bậc thang thứ 4000, nhìn thoáng qua Tiểu Độc Tiên. Tiên nhi cô nương, chúng ta cùng nhau đi. Tiểu Độc Tiên tươi cười như hoa. Khi ba vị sư muội đi ngang qua mình, thì bọn họ đều đã giải thích hết mọi chuyện rồi. Được, Diệp công tử. Cô ta thẳng thắn mỉm cười, đi theo sau Diệp Bắc Minh. Áp lực của thang trời cũng lập tức biến mất. Đệt, tiểu tử này dẫn theo một người đẹp còn chưa đủ, còn muốn dẫn theo hai người ư? Tôi cũng chưa từng nhìn thấy một người ngầu như vậy. Diệp Cảnh Khôn này rốt cuộc là yêu nghiệt gì vậy? Những tiếng kêu rên vang lên, sắc mặt Lý Thất Dạ hơi trầm xuống. Khuôn mặt xinh đẹp của Giao Cơ vô cùng bất ngờ, xuất sắc. Khóe mắt cuồng chiến kịch liệt co lại. Tiểu tử này, Sư Khôn và Vũ Sư Thiếp liếc nhìn nhau, cũng từ trong mắt đối phương thấy được sát khí nồng đậm. Không thể giữ lại người này. Một khi để cậu ta dần trưởng thành, thì nhất định sẽ trở thành mối uy hiếp với bọn họ. Bậc thứ 4500, thần nữ Tổ Long Điện không nhịn được lên tiếng. Diệp công tử, dẫn tôi đi cùng với. Toàn bộ nơi này im lặng, đường đường là thần nữ Tổ Long Điện lại mở miệng nhờ giúp đỡ. Mặc bạch y nghiêng chặt răng,
Vũ Thiên Tuyệt ở bên cạnh run rẩy, hoảng sợ nhìn Diệp Bắc Minh. Diệp Bắc Minh mỉm cười, được, nhưng tôi có một yêu cầu. Ngài nói đi, thánh nữ Tổ Long Điện kích động. Tháo mặt nạ của cô xuống, tôi không thích phụ nữ xấu xí. Thánh nữ Tổ Long Điện hơi sửng sốt, sau đó lập tức tháo mặt nạ vàng trên mặt xuống. Một dung mạo nghiêng nước nghiêng thẳng xuất hiện, một khuôn mặt xinh đẹp với tỷ lệ hoàn hảo, một dung nhan tuyệt mỹ không chút tì vết nào, đôi môi đỏ rực như ngọn lửa bừng cháy, đôi con người màu xanh lam rất mê hồn, đẹp quá, chẳng trách cô ta lại đeo mặt nạ, đẹp quá, đám đông kêu lên, gần như nghẹt thở. Diệp Bắc Minh sửng sốt. Tô Tử Lăng kêu lên một tiếng, đứng hạng ba trong danh sách nữ thần Long Quần Vũ. Tô Tử Lăng nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của thằng nữ Tổ Long Điện. Tôi đã nhìn thấy chân dung của cô, nhưng ngoại trừ biết tên cô thì tôi không biết thêm thông tin nào khác. Tôi không ngờ cô lại là thánh nữ Tổ Long Điện. Là tôi, thánh nữ Tổ Long Điện gật đầu. Diệp Bắc Minh cười nói, là người đẹp thì đi theo tôi. Long Quần Vũ hơi hành lễ, đa tạ Diệp công tử. Đột nhiên sau lưng Diệp Bắc Minh hơi đau nhói, lại bị Tam Sư Tỷ dùng sức nhéo một cái. Long Quần Vũ có chút giận mình, Tô Tổ Lăng cũng có chút kỳ quái. Vừa lờ, chẳng lẽ người đẹp này ghen tị sao? Lại một loạt tiếng kêu thảm thiết. Diệp Bắc Minh không để ý ánh mắt khiếp sợ của mọi người, một đường đi đến vị trí bậc thang thứ 5000. Ba người Vương Như Yên, Hoàng hậu Hồng Đào, Chu Lạc Ly đang nghỉ ngơi. Diệp Bắc Minh mỉm cười nhìn ba người, đi thôi. Ba người khẽ gật đầu, đi theo sau Diệp Bắc Minh, áp lực biến mất. Ôi trời, lại thêm ba người đẹp nữa à? Đám đông sôi nổi nghị luận, xảy ra chuyện gì với tên này thế? Lý Thất Dạ cau mày, đôi mắt xinh đẹp của Giao Cơ chuyển động, chẳng lẽ anh ta chỉ thích người đẹp sao? Những người tù võ còn lại cũng nhận ra điểm này. Nếu anh ta thích người đẹp, thì chúng ta cứ thử đoán xem người may mắn tiếp theo là ai đây. Cũng không có nhiều người tù võ trên bậc thang nữa, phụ nữ tù võ thậm chí còn ít hơn. Những người có thể gọi là tuyệt đẹp lại càng ít đến đáng thương. Chẳng lẽ, ánh mắt của mọi người đều đổ dồn vào Mộ Dung Tần. Người đẹp tuyệt sắc, tiếp theo chính là cô ta. Xem anh ta có dừng lại bên cạnh Mộ Dung Tần hay không. Mọi người nghị luận, không hề che giấu giọng nói của mình. Mặc dù Mộ Dung Tình rất thờ ơ, nhưng mọi người vừa nói như vậy, trong lòng cô ta lại nảy sinh một cảm giác mong chờ nho nhỏ. Mộ Dung Tình ơi Mộ Dung Tình, mày đang suy nghĩ cái gì vậy? Mày là thiên tri kiều nữ của Thanh Vân Môn, làm sao có thể nảy sinh ý nghĩ dựa dẫm vào người khác chứ? Mày không thể suy nghĩ như vậy. Suy nghĩ một chút, Mộ Dung Tình nghiến răng, tiếp tục leo lên, bộp, bộp, bộp. Diệp Bắc Minh vẫn duy trì tốc độ 5 giây một bậc thang, tốc độ này vốn dĩ rất chậm. Bây giờ trong mắt mọi người lại nhanh đến mức khiến người ta tê cả da đầu. Chẳng lẽ anh ta duy trì tốc độ này để bước lên đỉnh sao? Leo lên đỉnh ư? Không thể nào. Có người quyên quyết lắc đầu. Kể từ khi cấm địa luân hồi tồn tại tới nay, chưa từng có người nào leo lên đến đỉnh. Anh ta đang đến gần Mộ Dung Tình. Giới án nhìn của vô số người, Diệp Bắc Minh chỉ còn cắt Mộ Dung Tình 50 bậc thang, 40 bậc, 10 bậc, 10, 9, 8, đến cuối cùng. Mọi người thậm chí cũng không cầm lòng được mà đếm theo từng bước. 3, 2, 1. Cuối cùng, Diệp Bắc Minh và Mộ Dung Tình đã đứng cùng một bậc thang. Và lúc này, trái tim nhỏ bé không chút gợn sóng nào của Mộ Dung Tình bắt đầu đập thình thịch. Khuôn mặt xinh đẹp của cô ta đỏ bừng, chỉ có thể dùng khóe mắt liếc nhìn Diệp Bắc Minh. Chỉ cần một cái liếc mắt mà thôi, hai người đã lướt qua nhau. Vừa lờ, xảy ra chuyện gì thế? Không dừng lại ư? Thậm chí anh ta còn không thèm liếc nhìn Mộ Dung Tình một cái nữa. Xảy ra chuyện gì vậy? Chẳng phải tên này thích phụ nữ đẹp sao? Nhiều giọng nói khác truyền đến từ mọi hướng. Kinh ngạc, ngạc nhiên, bất ngờ, vô cùng thất vọng. Trong lòng cô ta dâng lên nhiều cảm xúc khác nhau. Và lúc này, trong lòng Mộ Dung Tình tràn ngập đủ mọi cảm xúc lẫn lộn. Anh ta cứ như vậy đi ngang qua mình ư? Thậm chí còn không thèm liếc nhìn mình dù chỉ một cái. Chẳng lẽ mình không đủ xinh đẹp sao? Mình cũng đứng hạng 7 trong danh sách nữ thần. Tại sao? Phù, thân thể mềm mại của Mộ Dung Tình run lên, phun ra một ngụm máu tươi, suýt chút nữa gần như phát điên. Nhưng Diệp Bắc Minh lại không hề quay đầu lại, chỉ để lại một bóng lưng cho Mộ Dung Tình, đồng thời cũng để lại một bóng ma không thể xóa nhòa trong lòng cô ta. Không được, không thể tiếp tục như vậy nữa. Đôi mắt cuồng chiến đỏ ngầu, cậu ta dựa vào đâu chứ? Nếu còn tiếp tục như vậy thì thằng nhóc kia sẽ vượt qua mình mất. Rồi anh ta xoay người bắt đầu tăng tốc, nhanh chóng leo lên trên. Trong khoảng thời gian ngắn, thật sự anh ta đã kéo xa khoảng cách giữa mình và Diệp Bắc Minh. Ngay khi cuồng chiến đi vào bậc 7500, đã cảm thấy hơi lực mất lòng tâm. Thế là anh ta bèn quay đầu lại, nhìn thấy đúng
Diệp Bắc Minh vừa đi vào bậc 6.432. An Thượng dừng lại, rồi liếc nhìn Mạc Huyền. Còn nhớ tao nói rằng sẽ giết mày không? Mạc Huyền nuốt một ngụm nước miếng. Diệp Cảnh Khôn, tao thừa nhận trước kia mình hơi kiêu ngạo đôi chút. Thật lòng xin lỗi mày, nhưng đừng ra tay ở đây. Tao biết mình sai rồi. Diệp Bắc Minh khá bất ngờ trước câu nhận lỗi của Mạc Huyền. Anh nhìn gã bằng ánh mắt đầy thâm ý. Tạm giữ lại một mạng của mày. Rồi anh đi lướt qua Mạc Huyền. Đằng sau, mặt mày Mạc Huyền xám xịt. Trong lòng gã điên cuồng gào thét. Đại nhân, sao lại muốn tôi nhận sai chứ? Tên rác rưởi này thật là đáng chết. Nếu ở thế giới bên ngoài, tôi dốc hết sức lực, có thể giết cậu ta 10.000 lần rồi. Cậu ta giả vờ trước mặt tôi cái gì chứ? Ám sát ma thần đáp lời. Tất cả đều phải lấy đại cục làm trọng. Bổn tọa sẽ giúp cậu lên đỉnh. Bổn tọa đã từng lên đỉnh ngọn núi này rồi. Trên đó có đủ tài nguyên giúp cậu thay ra đổi thịt, nghiền nát mọi thứ. Được, Mạc Huyền gật đầu, nhìn chằm chằm vào bóng dáng của Diệp Bắc Minh, sát ý điên cuồng ngưng tụ. Tập 221 của bộ truyện Độc Bá Thiên Hạ xin được kết thúc tại đây. Lan Nhan xin gặp lại các quý vị thính giả tập tiếp theo. Mọi người hãy like và subscribe cho kênh Ngôn Tình Crystal để nhận nội thông báo mới nhất nha.